Hello mọi người, thì cũng khá lâu rồi em mới tiếp tục quay clip đăng lên trên YouTube. Thì nói chung là do thời gian qua thì công việc của em cũng nhiều quá. Thì bữa nay em bắt đầu triển khai cái mô hình mới CB Combine House của CB. Thì hiện tại thì mình xây mô hình thì công ty nó hỗ trợ cho mình là 300 ngàn con giống. Thì nó cũng tương đương với cỡ 45 triệu. Thì em cũng tính toán rồi thấy nó cũng hợp lý, chứ do cái ao này thì nó cũng khá là xuống cấp rồi, thì bắt đầu triển khai cái mô hình này cho cái ao này luôn. Thì bắt đầu vô thì mình cũng gia cố cột thêm, mình đổ cột thêm, sau đó rồi mình bắt đầu mình căng dây gân thôi. Thì nói chung là nó cũng đơn giản, thi công thì nó cũng lẹ. Thì như mọi người thấy đó, hôm nay là đã lên được dây gân. Thì dây gân đang xài dây gân 500 luôn. Thì có người xài 400, có người xài 500. Thì cột đổ thì khoảng 1,5 m một cây. Bữa hôm đổ thưa quá, giờ cũng phải dặm lại thêm một mớ cho nó chắc chắn, không thôi nó bị cong sắt. Sắt này thì em chỉ xài sắt 27 thôi. Thì tại vì mình cũng tính nó gói gọn trong cái số tiền giống đó nên nó hơi tiết kiệm. Thì nói chung là cái mô hình này thì cũng chưa có được kiểm chứng gì nhiều, nhưng mà theo phân tích thì nó cũng khá là hợp lý. Thì mình cứ thử thôi, tại vì giờ mình thử thì coi như nó là một cái ao dèo. Thì dưới cái ao này lưới đồ nó cũng xuống cấp quá, thì quyết định là sửa luôn. Thì nói chung là sẽ hơn số tiền mà CB cho. Thì mình bù vô 5-10 triệu mà có cái ao mới, một cái ao rất là ok. Thì cái ao này mô hình nhà nón của công ty CB. Thì nói mọi người thấy đó, cũng cái trụ này đang là tối ưu nhất so với cái trụ mà có V, thì để buộc cân thân vòng vòng đó. Thì em cũng bữa hôm em cũng lên cái trụ kia nhưng mà nó thấy nó hơi yếu với nó xấu quá, nên em đổi là em làm trụ này luôn. Thì cái công đoạn căng dây gân thì nó mất khoảng 1,5 đến 2 ngày, còn cái công đoạn hàng với đổ cột thì nó cũng mất 2 ngày. Thì nói chung là nếu mà làm nhanh thì chắc cũng khoảng 5 ngày. Cột điện này thì mình kêu mấy chỗ cắm cột điện nó vô nó cắm thôi. Thì cái cột này là em cắm cột 8,5 m là còn 7 m. Nói chung là cái đầu dốc là khoảng 30 đó. Thì đó, mình đổ xi măng gia cố vô thêm. Thì có mấy cái dây gân nó ấy lại thì nó nhìn nó cũng khá là chắc chắn rồi, nó không có gì nhiều. Thì bắt đầu thì lưới nó đang rất là cháy hàng, không có hàng, nên cái khu này dự định là chưa có lưới căng đâu mọi người. Nói chung bây giờ là cũng gói luôn đó. Thì đang đợi lưới thôi. Còn về cái việc thi công thì em thấy cũng đơn giản, tại hiện tại thì em cũng có một cái đội thi công riêng mới thành lập làm cho tất cả các ao nuôi. Thì làm với cái giá phải chăng, cước và lưới em có cung cấp hết theo chuẩn của CB. Thì anh em nào quan tâm thì cứ alo em sẽ hỗ trợ hết mình và nhiệt tình. Số Zalo và Facebook thì em để ở dưới phần mô tả, mọi người cứ bấm vào và mọi người xem, mọi người liên hệ em, thì em sẽ cố gắng cung cấp lưới với cái giá là đẹp nhất cho mọi người.